Rồi thì chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB, chào mừng anh em đã quay trở lại shop bán hàng online của bên em. Thì trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về cho anh em một số mẫu nòng. Đấy, các bác nhìn cái nòng này có xịn sò chuẩn chỉ không ạ? Đấy, nòng TK Hồng Kông quân đội 181. Đấy, các bác nhìn em đang soi cho các bác xem cái khương tuyến của nó nhá. Đây là cái nòng này là 10 khương tuyến đấy, hàng chuẩn chỉ, hàng loại 1, hàng công ty luôn nhá. Các bác nhìn cái khương tuyến nó có đẹp không ạ? Tròn, đều. Cái này thì các bác ben được 100 đến 120 mét, em bao ăn chim luôn cho các bác nhá. Rồi cũng không để em chờ lâu nữa, sau đây em sẽ đưa giới thiệu từng cái mẫu nòng một. Đây là cái mẫu nòng này là nòng là 5.5 các bác nhá. 5.5, 6.35, 4.5 thì bên em đầy đủ hết nhá. Thì hôm nay em sẽ bỏ ra các loại 5.5 để em giới thiệu đến cho anh em. Đây. Cái này là Made in Hồng Kông. Đây Made in Hồng Kông các bác nhìn nhá. Made in Hồng Kông VIP quân đội 181 đấy, hàng công ty, hàng chuẩn chỉ luôn nhá. Đây có tem 7 màu ở đây nhá. Thì cái loại này thì bên em đang bán là 1.800.000 đồng bao ship đến tận nhà anh em. Anh em không nghe nhầm đâu ạ, chỉ 1.800.000 đồng anh em đã sở hữu một cái cành TK Hồng Kông quân đội 181, hàng loại 1, hàng chuẩn chỉ nhá. Đây là cái này là để cho anh em dùng những cái khẩu mili thì anh em dùng cái loại này. Đây là cái này là 16 inch các bác nhá. Nếu mà các bác dùng những cái khẩu condo thẳng dài thì các bác tham khảo cái mẫu 20 inch này. Mẫu 20 inch này cũng là hàng chuẩn chỉ, hàng công ty rồi. Đây cũng là quân đội 181 đây, cũng có tem 7 màu đây. Thì cái này thì đều đồng giá 16 inch và 20 inch đều có giá 1.800.000 đồng bao ship đến tận nhà anh em nhé. Nếu mà các bác điều kiện kinh tế các bác còn hạn chế hoặc là các bác muốn đây thì em sẽ giới thiệu cái mẫu cành, cũng là cái mẫu cành TK Hồng Kông. Như cái mẫu này thì các bác ben được ít hơn nhé. Cái mẫu này em chỉ bao cho các bác ben 6 đến 70 mét thôi. Đấy. Cũng là cành TK Hồng Kông, như đây là mẫu này thì cành rẻ tiền nhé. Thì các bác cũng biết là chất lượng thì đi đôi với giá trị rồi. Nếu mà các bác bỏ ra 1.8 triệu thì các bác có thể sở hữu cái cành là ben được tầm độ 100 đến 120 mét. Đây cái cành này thì là giá là 1.200.000 đồng bao ship coi nhé. 1.200.000 đồng. Đấy thì mình ben được tầm độ 6 đến 70 mét. Đây cái này thì cũng có hai cái, một cái là 16 inch. Một loại là 16 inch và một loại là 20 inch. Thì giá là đều 1.200.000 đồng bao ship coi nhá. Thì có hai mẫu cành. Bên em còn rất chi là nhiều mẫu cành, từ mẫu cành 4.5, 5.5 và 6.35. Thì hôm nay em sẽ bỏ hai cái loại này ra để giới thiệu đến cho anh em. Thì anh em đang quan tâm mẫu cành nào thì hãy liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên em để bên dưới màn hình để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc cành giá cả hợp lý nhất trên thị trường nhé. Và chất lượng em cam kết với các bác là sẽ tốt nhất trên thị trường này nhé. Vâng, một video rất chi là ngắn thôi. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.